cái hội thảo này đó, nó theo định hướng chung của thế giới chuyển đổi số ở Việt Nam chúng ta. Trong giảng dạy đó là ứng dụng cái phương pháp gọi là tích hợp, liên kết và tích hợp, mà hay ta gọi nó là blended learning và integrated model. Và vì vậy cho nên nó cũng thực hiện được cái hội thảo này, nó cũng được nhấn định rất là giảng viên của chúng tôi cũng như nhiều giảng viên khác và trường học khác có thể vừa giảng dạy online vừa offline trong chương trình đào tạo. Hội thảo có một điểm mà hoàn toàn khác biệt với các Asiacall của mọi năm, đó là xuất bản. Và điều này tôi cũng định hướng là sẽ mọi năm sẽ tổ chức hội thảo cho VLTSO, có nghĩa là hội thảo của Đại học Văn Lang, khoa ngoại ngữ, sẽ mỗi năm sẽ tổ chức một lần. Và tất cả các kỷ yếu cũng sẽ được trích dẫn trong ISI hoặc là Scopus để cho các tác giả của người Việt Nam của mình có thể công bố các nghiên cứu khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học của mình cho quốc tế.